rồi, bây giờ ai nói phương này là phương này mình nói là phương Nam, mà ai nói phương Bắc á là chết với tôi á. người miền Trung mình á thì nói là cái củ sắn, cái đưa cho người miền Nam mà nói củ mì, thì củ mì củ sắn gì mà kệ nói, nhưng mà nói là vậy là được rồi. Phải không? Cái củ mì củ sắn làm gì? Nhưng mà cái củ mì củ sắn nó là còn qua một cái nữa, từ một cái ý niệm về một vật thể qua thành ý niệm của một ngôn ngữ. Bây giờ giả sử mình ở đây mình có một cái củ sắn ha, cái củ sắn từ nó đó, cái củ sắn là từ nó làm như vậy thôi, phải không? Nhưng bây giờ đó, qua cái Atthapanyati đó, thì mình lấy cái hình tướng bên ngoài của nó đó, lấy cái hình tướng bên ngoài của nó, ví dụ như là nó là trắng hay là nó tròn tròn, cái hình tướng của nó đó, để mà định cho nó đó, là mình mới nhìn cái củ đó một cái đó, thì mình nói nó là củ sắn. Theo những cái khái niệm đó đó, mình mới đặt tên cho nó là củ sắn. Đó, củ sắn là như vậy đó. Thì qua cái hình tướng này, đây là cái hình tướng, còn trong paramattha của nó đó, thì nó là tròn vẹn tất cả những cái gì mà cái này nó có. Còn khi qua cái hình tướng này, rồi mình đặt cho nó là củ sắn, thì bây giờ nó là đã, nó đã qua ba giai đoạn rồi. Bây giờ trong cái Namapanyati này nó có hai loại. Một loại là, tức là có một cái loại thì có sự kiện thật, có một cái loại là có sự kiện thật, còn có một cái loại là nó không có sự kiện thật. Ví dụ như thế này, cái anh này là chồng cái bà kia, cho nên á là anh mới nói đó là vợ là hoàn toàn không có thật, nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì cái này có thật. Khi mà mình nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, tức là nói cái có thật, có cái lỗ tai mình là có nghe, phải không? Có con mắt để thấy, tức là nó có sự thật, tức là có thật, cho nên mình tạm thời mình đặt ra là bây giờ mình đặt cho nó lỗ tai cũng được, mình đặt cho nó là ear cũng được, mình đặt cái gì đó cũng được, không quan trọng. Nhưng mà rõ ràng là nó có một sự thật, là có cái để nghe được. Như vậy là nó có, phải không? Tức là cái này có tên, nhưng mà tên thì có thật. Còn bên này, cái chữ vợ này là cái tên này hoàn toàn không có thật. Bởi vì nếu người đó là vợ, thì mới sinh ra đã là vợ rồi. Chứ tại sao là sau khi có một cái giấy hôn thú rồi mới có vợ, mới thành vợ? Như vậy á, cái chữ vợ đó được định ra bởi một giấy hôn thú. Và bây giờ không biết để cái chữ vợ nó nằm đâu, thật định phải để nó trong giấy hôn thú thôi. Chứ bây giờ để vô nơi đâu, nơi cái bà vợ đó, cái chữ vợ được. Để nó ở đâu? Đeo nó, bây giờ làm cái bằng vàng đeo vô đây, chữ vợ đó. Cũng nó vẫn cứ nằm ngoài thôi. Bây giờ mình có khắc vô nơi tay một cái chữ vợ đi nữa, thì nó cũng chỉ là khắc vô thôi. Cho nó đâu có cái tổ nào là vợ được đâu, không có, đúng không? Hoặc là cha là sao? Cha là do con đẻ ra, cha là do con đẻ ra, chứ không có con làm sao mà cha được, phải không? Cha đâu có đẻ gì đâu, nhưng mà con á thì đẻ cha ra. Bởi vì khi một đứa con mà nó ra đời rồi, mà nó khóc ô oa rồi, mà khi nó ta là cha thì đâu có thật đâu, đâu có cái chỗ nào nữa ông mà cha đâu có, nó cũng chừng đó thôi, chứ nó đâu cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó thôi, chứ đâu có chỗ nào mà cha thêm vô đâu, chỉ thêm vào một ý niệm không có thực, đúng không? Bây giờ cái nhà mình nói đây là cái nhà, hay là mình nói đây là cái chùa, thì cái đó là mình ước định với nhau về thôi, chứ còn đâu có cái gì mà cái chùa thật đó. Mình nói là một cái chai,
có một cái cuốn phim đó, nó kể cái chuyện như vậy đó. Tức là có mấy người đi trên máy bay á, mới làm rớt xuống một cái chai ở trong một cái bộ lạc á. Cái bộ lạc đó nó mới nói là ồ, thượng đế cho mình một cái vật quý báu, cái vật này là vật thiêng, phải đem lên thờ một hồi chẳng thiêng gì cả, cầu nguyện nó chẳng có được gì hết. Nó đem xuống, nó bắt đầu nó làm cái này rồi nó làm cái kia, nó làm cái nào, nó làm đủ thứ chuyện, thì toàn là đặt ra thôi chứ vật thiêng cũng đặt ra, mà cái đó là cái chai cũng đặt ra, cái chai đặt ra, nhưng bây giờ nó trở thành vật thiêng thì vẫn cứ được. Mà bây giờ nó có cái bàn nó hơi bị gập ghềnh thì bây giờ bỏ cái chai xuống mà cho nó cục kê thì nó thành cục kế. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Tức là toàn là mình đặt ra thôi, mình gán vô cho nó hết. Bản thân nó đâu có. Bây giờ đem cái chai nó vô, bỏ vô trong cái máy á, phân chất ra thì coi có cái chỗ nào mà có cái chữ chai nằm trong đó không? Không có. Đem bác sĩ khám thử một cái bà phụ nữ coi thì có chữ vợ nào nằm trong đó không? Không có. Đem một người đàn ông vô đem trong máy kính hiển vi đồ này kia mà soi cho kỹ ra coi cái chỗ nào mà chồng nằm trong đó không? Không có. Như vậy là mình chỉ gán vô một ảo tưởng. Nhưng mà từ khi mình làm cha rồi, mà thực ra con mình đẻ ra mình cha, con mình đẻ ra mình nó làm cha. Bây giờ mình làm cha rồi cả, bắt đầu mình cho mình một số quyền. Cha là phải thế này, thế này, thế này. Con là phải thế kia, cũng là đặt ra luôn. Cũng đặt ra luôn. À, như vậy thì mình phải xem coi. Xem coi là những cái mà mình hình thành một đời sống gia đình, hình thành một đời sống xã hội, hình thành một cái này cái kia đó, thì liệu là cái đó là thật hay là ảo? Trong đó đó, thực ra là hoàn toàn là thật. Cái này hoàn toàn là thật. Còn cái này chỉ là một phần của cái hình tướng. Phải không? Nó chỉ là một phần của hình tướng. Ví dụ như bây giờ các vị ngồi đây, cái tự nhiên nói là đây là Thầy Viên Minh. Thầy Viên Minh là chỉ là một cái tên gọi, hoàn toàn không có gì trong đó hết. Không có một chút gì trong đó là cái Thầy Viên Minh ở trên á. Còn trong này những cái phổ, cái vui, cái gì trong này á, nó đầy trong này á, thì cái đó là không ai biết. Cho nên cái mà Atthapanyati này chỉ là một cái bề mặt nhỏ nhoi của một sự kiện thực. Sự kiện thực nó là đây. Còn những cái mà mình thấy, cho dù mình có phân tích ra theo kiểu khoa học đến tận cùng đi nữa, thì bây giờ khoa học vật lý đó, quý vị các vị đều biết rằng khoa học vật lý hiện nay vẫn chưa tới đâu hết. Từ vật chất là một cái cục, rồi đến phân tử đến nguyên tử rồi đến điện tử, âm điện tử, dương điện tử, trung hòa tử, rồi đến hạt, rồi đến sóng. Rồi bây giờ đó, người ta đang thấy rằng là hạt với sóng đó nó cũng từ một cái gì đó, mà cái đó vẫn còn là một bí hiểm. Như vậy thì mãi mãi mình vẫn chỉ thấy cái bên ngoài, không thể nào thấy tròn vẹn được cái Paramattha này là cái gì, mà mình chỉ thấy được cái Atthapanyati này mà thôi. Tức là chỉ thấy một phần cái hình dáng bên ngoài, mà hình dáng bên ngoài đó khổ một nỗi đó. Nếu mà mình thấy rồi thôi á, thì không sao. Nhưng mà ở đây đó là mình thấy qua một khái niệm của mình. Cho nên á, bây giờ này, tại sao mà một vị thiền sư khi hỏi thiền là gì, vì đó đưa cái phật trần lên, đưa phật trần hay đưa một cái trường hay là đưa một ngón tay hay là đưa viên phấn thì cũng giống nhau hết. Đưa lên là nghĩa là sao? Vị thiền sư đó muốn chỉ cho mọi người thấy rằng, hoặc là các ngươi thấy cái này qua ảo tượng của các ngươi, hoặc là các ngươi thấy cái này qua cái hình tướng mà nó có đây thôi. Vậy thì thiền là làm thế nào để thấy được tròn vẹn cái này như nó là? Còn bây giờ đó là mình chỉ thấy qua cái ngôn từ, mình nói là nước Việt Nam, thực ra đó là quy định giữa những hòa ước với Trung Quốc, hòa ước với Lào, với Campuchia, mà nó ra thành ra một cái nước Việt Nam. Vậy thì cái nước Việt Nam nó không phải là một cái nhất định,
mà đó chỉ là một khái niệm ở trong trong đầu óc của mỗi người. Cho nên á, mình toàn là sống trên những khái niệm chứ không phải là sống trên cái thực như nó là. À, hôm nay sở dĩ mà thầy nói điều này là để chúng ta bắt đầu có một chút cái thấy, cái biết về cái thế giới của mình đang sống. Thực ra trong cái thế giới đó tất cả đều là thực. Nói như Krishnamurti đó, chân lý là cái có thể sờ đụng được, hoàn toàn chính xác. Một vị thiền sư nói là xúc mục vô phi thì đạo. Tất cả cái mà mình thấy đây không có cái gì không phải là đạo. Có một người đến hỏi một vị thiền sư là xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo. Vị đó nói là vậy thì ngươi hãy chỉ cho ta cái gì không phải là đạo. Có cái gì không phải là đạo đâu. Nhưng mà cái mà thực, cái mà đạo đó đó, bây giờ mình lại là gắn nhãn vô. Mà khổ một cái nỗi là hầu hết những cái nhãn là cái nhãn không có thực. Hầu hết những cái nhãn mà chúng ta dán đều là những cái nhãn không có thực, không có thực thể. Thì cái mà thực thể á, cái thực thể thì mình không thấy, mà mình chỉ thấy cái không thực thể mà thôi. Đó chính là lý do vì sao mà giữa vợ với chồng thì mâu thuẫn lẫn nhau, giữa anh với em mâu thuẫn lẫn nhau, giữa cha mẹ với con cái mâu thuẫn lẫn nhau. Là tại vì sao? Là tại vì cứ sống với nhau trên cái ảo không, làm sao mà sống với nhau trên cái không có thực, chỉ là cái tên gọi thôi, thì làm sao không phiền não khổ đau. Phải không? Do đó đó, từ cái không thực này phải trở lại cái thực này, từ cái thực này phải trở lại cái tướng bên ngoài này, từ cái tướng bên ngoài này phải trở về lại với cái như chân như thực tròn vẹn toàn diện của chính nó. Đó là cái thấy của thiền. Thiền chỉ cần thấy thôi chứ thiền không có làm gì cả. Bởi vì á, tôi cố gắng làm sao để trở thành một người vợ rất là tốt thì cũng là ảo thôi, cũng là ảo thôi chứ đâu có thật. Khi nào mà mình á, thấy như thế nào mình thấy như vậy, nghe như thế nào mình nghe như vậy, ngửi như thế nào ngửi như vậy, nếm như thế nào nếm như vậy, xúc như thế nào xúc như vậy, biết như thế nào biết như vậy á, thì cái đó mới thực. Tức là cái thực nó vẫn có nằm đây, chứ không phải là không có thực. À, cái thực này đó, nó phải vượt qua được cái tên gọi của nó và vượt luôn cả cái hình tướng của nó để trở về tròn vẹn với chính nó. Đó là cái thấy của thiền. Cho nên á, tại sao mà thầy nói là trên đời này không có cái gì mà dễ hơn là thiền. Bởi vì như thế này này, toàn bộ cái mà cái khái niệm mà mình đặt ra này đó là nó không có thực, nó là ảo, nó chỉ là một cái ảo tưởng của mình dựng lên thôi. Cho nên thực ra đó, nếu mà thấy ra được nó là ảo thì lập tức cái thật hiện ra liền. Bởi vì á, toàn bộ cái mà mình phức tạp hóa nó ra, mình dựng nó lên, à, từ một cái hoàn toàn ảo mà dựng nó lên thành ra những điều kiện phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ đủ thứ, cho nên phải đau khổ. Nhưng mà tất cả những cái đó, nếu mà mình thấy ra được nó là ảo thì toàn bộ cái giấc mộng đó đều chấm dứt. Hôm qua thầy có lấy ví dụ là cái bụi cây mà mình tưởng con cọp, mình tưởng là kẻ thù, mình tưởng là con ma, hoặc là nhiều thứ nữa, tức là người nào sợ cái gì thì là cứ tưởng ra cái đó. Thế nhưng mà bây giờ nó đơn giản một cái đó, là mình cứ nhìn thẳng vào nó đi. Thế tại sao mà mình vẫn cứ muốn giải quyết những cái tưởng tượng của mình? Tại sao mà mình cứ ngồi mà mình nói rằng là bây giờ mình sợ rồi cái mình chạy vô trong phòng mình đóng cửa lại. Đóng cửa lại xong rồi bây giờ mình ngồi bật kế hoạch này. Kế hoạch là phải trừ cái cọp này như thế nào. Cái ông kia thì phải nói là thuê thầy Pháp tới để mà trừ con ma này như thế nào. Còn cái ông kia là phải làm cái bẫy để bẫy con cọp này như thế nào. Rồi ngồi mình chế ra bao nhiêu tuần lễ để mà chế ra đóng cửa lại. Suốt mấy ngày để chế ra cái bẫy hay là chế ra khẩu súng. À, tức là tùy theo mỗi người đó để giải quyết vấn đề đó thì là làm ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó đều hoàn toàn vô ích. Chỉ cần ra nhìn thấy đó là cái bóng là cái cây là được rồi.
chỉ cần nhìn ra thấy sự thật thì tất cả những cái mà mình tính toán rồi đó nó trở thành là một ảo mộng vô ích thôi. Như vậy bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy rõ là cái thực và cái ảo là thế nào rồi, phải không? Bây giờ thầy nói lại này, cái thực là cái như nó là, cái mà như nó là đó không thể nhìn từ bên ngoài, không thể nhìn từ bên ngoài, bởi vì nhìn từ bên ngoài đó thì mình cũng thấy được cái attapanyati thôi, rồi mình lại còn đặt tên nữa, rồi lại đặt ra cái tên mà không có thực nữa, thì lại càng ngày là càng ảo hơn nữa. Một bên là paramattha và một bên là panyati. Paramattha là một thế giới hoàn toàn chân thật, mà thế giới đó đang hiện hữu ở nơi mỗi người và ở xung quanh, tất cả xung quanh chúng ta đều là thế giới paramattha hết. Nhưng mà mình đó lại là không thấy ra cái thế giới paramattha đó, cho nên mình mới tạo ra cái ảo tưởng để đi tìm ảo tưởng đó. Tất cả những cái ảo tưởng mà mình tạo ra để đi tìm á, thì nó lại là thuộc về cái thế giới bên này hết. Thế giới bên này gọi là tục đế. Tục đế tức là có những cái điều mà mình cho là thực, nhưng mà cái thực đó chỉ là mình quy định với nhau thôi. Thí dụ như là chồng là thực, vợ là thực, con là thực, cha là thực, phải không? Anh là thực, em là thực, cái chùa là thực. Nhưng mà cái thực đó là cái thực mình quy định với nhau là thực. Một cái tờ 100 với một tờ 200 thì cái chất lượng giấy nó cũng bằng nhau, khổ cũng bằng nhau, nhưng mà chỉ cần là in vào đó là 200, còn bên này in vào đó là 100, thì mình nói đây là 100, còn đây là 200. Mà bây giờ là đâu có thể mình nói là cái tờ giấy 100 mà mình nói 200 được. Bây giờ mình đi mua, người ta nói 200, mình rút ra 100, mình nói là đây 200 đây, tôi nói không được, cái này là 100 chứ không phải 200. Thì cũng đúng, cái này 100 mà tại để 100 mà sao nói 200 được. Nhưng mà cái 100 này cũng là quy định, mà 200 nó cũng quy định thôi. Cho nên nó mới có cái chuyện là rớt giá. Thí dụ như đây bây giờ cái giá đô la là bây giờ nó là mấy triệu. Bây giờ cái giá đô la ngày càng nó lại tăng lên, nó hạ xuống. Vậy thì là chỗ cửa sổ trong phòng thờ á, lúc đó là cái tờ bạc mà mình đặt ra không đóng và cho nó một cái giá trị. Chắc là mẹ như vậy rồi. Rồi bây giờ cái giá trị này nó cũng là rớt lên rớt xuống, cho nó cũng phải là nó nhất định như mình quy định. Đó. Thế thì cái đó là cái mình quy định với nhau và cho rằng là thật với nhau. Cho nên bây giờ mình nói là bậc giả, bậc thật. Thật ra cái tờ bậc giả nó cũng thật. tại sao cái tờ bậc giả nó cũng làm bằng giấy, nó cũng in màu lên, thì nó cũng thật chứ nó có giả gì đâu. Nhưng mà mình nói là mà cái bậc giả hơn mà cái bậc thật. Thì giả với thật cũng là do mình quy định thôi, phải không? Trên paramattha đó thì tờ bạc 200 với tờ bạc 100 là giống nhau, nhưng mà trên panyati đó, tức là trên cái tục đế mà quy định đó, thì 200 là 200 chứ không được 100. anh nói 100 mà thành 200 là đánh nhau. Như vậy á thì mình phải thấy ra một điều là có những chân lý mà thực ra chân lý đó là mình quy định với nhau thôi. Ví dụ như là chân lý của người Việt Nam trên giao thông là phải đi bên phải chứ không được đi bên trái, nhưng mà qua Thái Lan thì yêu cầu đổi lại dùng, bởi vì qua Thái Lan thì phải đi bên trái chứ không được đi bên phải. Vậy thì cái đúng của Việt Nam thì là cái sai của Thái Lan, cái đúng của Thái Lan là cái sai của Việt Nam, cái đúng sai đó là cái đúng sai tương đối, cho nên gọi là tục đế, tức là cái chân lý mà chỉ do con người mình cùng với nhau mà quy định với nhau thôi. Thế nên cái đó là cái tục đế, nó cũng phải là thật. Nhưng mà đằng sau cái mà quy định đó thì vẫn là thật, phải không? Đằng sau mà cái mình quy định đó vẫn là thật, tức là cái chất liệu đó. Ví dụ bây giờ thế này, cho mỗi người 1 ký đất sét, ai muốn làm gì đó làm.
người đem về nặng ra, bây giờ người ta có làm đất sét mà làm hoa này hoa kia đẹp lắm, các vị biết ha. Bây giờ cái đất sét đó có người thì thích nắng thành tượng Phật, có người thì thích nắng thành một cung cọp cung béo gì đó. Trên thực tế là bản chất thực của nó đó vẫn là đất sét thôi. Còn bây giờ là ra tượng Phật hay là ra cái hoa hay là ra cung có cái gì đó đó, thực ra cái đó là mình đáng theo cái quy định của mình, đáng theo cái khái niệm của mình, cho nên khái niệm đó vẫn không phải là thực. Có một cái câu chuyện như thế này, một ông vua đó, ông đến hỏi một vị thiền sư, ông nói rằng là cái thế giới như chân như thật là cái gì, thì cái vị thiền sư đó mới chỉ một cái con sư tử bằng vàng để trên cái chỗ mà nhà vua ngự. Con sư tử bằng vàng đó có thể là một cái ấn để mà đóng dấu. Vì thiền sư mới chỉ con sư tử vàng chứ còn không nói gì cả. Ông vua ông mới hỏi, ngài nói vậy tôi đâu có hiểu, ngài phải nói rõ ra chứ ngài nói là tôi đâu có hiểu. Vì thiền sư đó mới chỉ này, đây là cái gì, nói giờ đây là đuôi con sư tử, đây là cái gì, đây là cái đầu con sư tử, đây là cái gì, đây là cái chân con sư tử. Nhưng mà thực ra nó là bằng vàng hết. Thế thì bây giờ mình nói là mình cắt một khúc đuôi con sư tử đó, tôi cho anh khúc đuôi này, nó không, tôi không lấy đuôi, tôi lấy cái đầu thôi. Nhưng mà cái khúc đuôi là một chỉ bằng một chỉ và khúc đầu cũng bằng một chỉ thì giá trị cũng bằng nhau thôi, chứ tại sao lại lấy khúc đầu mà không lấy khúc đuôi, thì nó cũng bằng vàng hết chứ gì đâu, phải không? Thế thì trên cái thế giới Paramattha đó thì nó là bình đẳng với nhau, nó là cái đầu cái đuôi cái chân gì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà trên cái mà con người quy định đó, mà con người quy định là mình tự nặng ra cái con sư tử đó, giờ mình quy định ra chứ vàng không cái gì con sư tử gì đâu. Còn bây giờ thầy nói này, tất cả chúng ta đều là đất nước lửa gió hư không và thức tánh. Con cọp nó cũng là đất nước lửa gió hư không và thức tánh, vậy tại sao mình lại không bình đẳng? Thực ra là bình đẳng hết chứ, nhưng mà mình lại không bình đẳng là bởi vì sao? Không bình đẳng là bởi do trên cái khái niệm mà mỗi người tự đặt ra, do cái khái niệm mà của xã hội này đặt ra, xã hội kia đặt ra,